Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận cầu thủ nữ Việt Nam gặp khó khăn về thể chất dẫn đến sai sót cá nhân trong trận đấu, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên. Cầu thủ phản ứng chậm khi có bóng, dẫn đến vị trí nhận bóng không tốt và mất bóng. Đường truyền cũng gặp nhiều lỗi, chỉ có 228/352 đường truyền thành công, 65%. Đặc biệt đường truyền xa rất tệ với chỉ 21/55, 38%. Đường truyền chất lượng, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện cả thể chất và chuyên môn sau trận đấu đầu tiên. Trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam đã lộ ra những lỗ hổng và khoảng trống nguy hiểm. Vị trí của Huỳnh Như và Dương Thị Vân trong khu vực giữa sân cần điều chỉnh. Huỳnh Như cần cải thiện kỹ năng phòng ngự và lựa chọn vị trí. Bàn thua đến từ lỗi phòng ngự của Huỳnh Như. Khoảng trống ở nách trung lộ trái cũng là điểm yếu khi Hoàng Thị Loan và trung vệ Trần Thị Thu thiếu sự liên kết. Kim Thanh là điểm sáng với 10 pha cứu thua xuất sắc. Kim Thanh, thủ môn của đội tuyển nữ Việt Nam, đã thể hiện sự vững vàng, khả năng tập trung và phán đoán chính xác trong từng pha bóng. Các động tác kỹ thuật, sức bật và độ dướn của cô trong những pha cứu thua cũng rất ấn tượng. Đội tuyển nữ Việt Nam đã rời Napier và trở lại TP, Auckland, New Zealand để chuẩn bị cho trận đấu với đội Tây Ban Nha tại World Cup 2023. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phân tích các sai sót trong trận đấu với đội New Zealand và yêu cầu các cầu thủ cải thiện sự tự tin, chuyển đổi trạng thái nhanh chóng và chuyền bóng chính xác hơn. Đội tuyển nữ Việt Nam đã tập luyện dưới mưa lạnh ngày 11 tháng 7. Đội nữ Tây Ban Nha đã có buổi tập thứ hai trên sân McLennan Park, Auckland. Trước đó một ngày, thầy trò huấn luyện viên Jorge Valla đã rời buổi tập vì mệt mỏi sau hơn 30 giờ di chuyển. Đội tuyển nữ Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc thích nghi với múi giờ và khí hậu tại New Zealand. Họ hy vọng trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giúp cải thiện phong độ và đạt được bước chạy đà hoàn hảo trong hướng tới mục tiêu vô địch World Cup nữ 2023. Dương Thị Vân, biệt danh Kante, đã có một màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với đội nữ New Zealand. Trong 86 phút thi đấu, Vân chạm bóng 54 lần, có 28 đường truyền chính xác và tham gia trực tiếp vào 14 tình huống tranh chấp. Mặc dù đối đầu với những đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực, Vân không chịu thua cuộc và có những đường truyền mang tính chiến thuật cho đồng đội.